Thưa thầy, cho con hỏi vì thầy Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng có đúng chánh pháp không? Con xin phép trình bày một số bài giảng. Linh hồn không có thật, tái sanh ngay lập tức, và chỉ có hai cõi phàm và ba cõi thánh là A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Cõi phàm gồm con người, động vật, không có địa ngục và ngạ quỷ. Muốn vãng sanh cực lạc cần năm yếu tố lớn, đó là căn lành lớn đây, vân vân. Đây có cái link video. Thì nói như thế này. Thứ nhất á, là sư căn cứ theo kinh tạng nha. Thì theo kinh tạng Nam truyền, tâm tử được kế tục bằng tâm tái tục ngay lập tức, không có khoảng hở. Cho nên á, là mình không có cái chuyện là mình gọi là mình chết rồi mà nó hở ra tới chừng và xin nói là 1 giây cũng không có nữa, chứ đừng nói chi là 1 phút, thậm chí là vài ngày. Khi chúng sanh đã chết, họ tái tục đi qua kiếp sống khác ngay lập tức. Chỉ có như vậy nè. Ngạ quỷ á, thí dụ như là mình tái tục làm cái hàng ngạ quỷ, mà trong cái khoảng thời gian đó người thân á, họ làm phước, hoặc là do cái nghiệp của họ đó, họ chỉ tồn tại trong kiếp ngạ quỷ ngắn ngày thôi. Xin lấy ví dụ như một vị sư á, tu hành ngon lành đàng hoàng, nhưng mà do áy náy rây rứt về một cái nghiệp nào đó để mà tái sanh làm ngạ quỷ, nhưng mà vị đó tu ngon lành lắm, dữ dằn lắm đó, thì có khi là vị đó chỉ đi làm ngạ quỷ trong vài ngày thôi cũng có. Thì cái trường hợp đó, đó mình, đối với mình á, đối với người người Việt mình thì ngạ quỷ không tính. Người Việt mình thì coi cái hàng ngạ quỷ á, là cái kiểu mà chưa đi đầu thai, nhưng thực tế đó ngạ quỷ là đã đi đầu thai rồi. Mình là còn tính cái kiểu là ngạ quỷ mà trong 49 ngày á, là cái kiểu mà chết là thân trung ấm. Còn mà quá 49 ngày tức là bị còn dướng lại ở cõi trần, mà thành ra là cô hồn dã quỷ. Thực tế không phải. Theo kinh tạng thì các vị đó đã tái sanh rồi, nhưng mà cái cảnh giới tái sanh của các vị đó là hàng ngạ quỷ, chứ không có cái chuyện là mình phải chờ, không có, đã tái sanh rồi đó nha. Còn nếu như mà mình nói là không có địa ngục, thì bây giờ là thứ nhất á, là cái trường hợp bà Hoàng hậu Manika, sau khi mà bà mệnh chung á, cái trường hợp này nổi tiếng mà, bà mệnh chung bà đi xuống địa ngục 7 ngày, mà bây giờ mình nói không có địa ngục như vậy thì trong 7 ngày đó bà đi đâu? Cái thứ hai á, là bây giờ đề Bà Đạt Đa đó, bây giờ mình nói là không có địa ngục thì bây giờ đề Bà Đạt Đa là bị đất rút rồi, bây giờ đi đâu bây giờ? Chỗ nào để chứa đề Bà Đạt Đa bây giờ? Rồi nạn Chinh Cha đụng bụng Vu Khống Thế Tôn nè, bây giờ cũng bị đất rút đó, rồi bây giờ đi đâu bây giờ? Những trường hợp khác, các cái trường hợp là xâm hại các vị A-la-hán đó, giết hại các vị A-la-hán, bây giờ mình không, bây giờ mình gọi là mình dẹp cái cõi địa ngục, rồi bây giờ họ đi đâu? Đặc biệt là đề Bà Đạt Đa. Cho nên theo kinh tạng Phật giáo Nam truyền thì có địa ngục. Và chúng ta nên xem cái bài kinh là kinh Tệ Túc. Mà nếu như quý vị xem thì sẽ có một vài chi tiết rất là thú vị. Nếu quý vị đối chiếu với lại cái video mà cái người hỏi đó, là vị đó có hỏi. Rồi. Đây. Cái vị này tức là nhà vua đó, kinh Tệ Túc ha, thì nhà vua Tệ Túc đó, có hỏi ngài Chulalongkorn đó, là tôi có những người bạn tri kỷ thân tộc cùng một huyết thống, có những người này sát sanh lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Những người này sau khi một thời gian bị trọng bệnh, bị đau khổ, bị chứng tật, khi tôi biết những vị ấy không thể chữa khỏi,
Những bình ấy được tôi liền đi đến họ và nói: Một số sa môn bà la môn có những quan điểm như sau, có những chi kiến như sau. Những ai sát sanh lấy của không cho, tài dâm nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các thiền giả, sát sanh lấy của không cho, vân vân. Và sẽ sanh vào khổ giới ác thú địa ngục. Nếu hiền giả sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào khổ giới ác thú đọa xứ địa ngục, thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết có đời sau có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Các hiền giả là các thiện hữu thành tâm của ta, những hiền giả thấy thời sẽ là như vậy, như chính ta được thấy. Các vị bằng lòng như vậy và nói lành thay, nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, cũng không gửi sứ giả đến. Này tôn giả Kassapa, sự kiện này là như vậy nên tôi có truy kiến. Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Rồi, Ngài Chunla Kassapa, Ngài trả lời nè. Này tôn chủ, nay tôi sẽ hỏi tôn chủ. Nếu quý vị có đối chiếu cái đoạn này với cái đoạn trong video, sẽ thấy nó rất thú vị. Nếu có thể chấp nhận, tôn chủ hãy trả lời, tôn chủ nghĩ thế nào? Ở đời có những người bắt được một người ăn trộm phạm lỗi đem đến cho ngài. Thưa tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy hình phạt anh ta như ngài muốn. Tôn chủ trả lời, những người ấy hãy trói người này thật chặt, dùng dây thật chặt trói hai tay anh ta đằng sau, cạo chọc đầu anh ta cho đánh trống lớn tiếng và dẫn anh ta đi từ đường này hẻm nọ, xong đưa anh ta khỏi cổng thành hướng nam mà chặt đầu tại pháp trường hướng nam. Những người ấy vâng lời, trói người ăn trộm thật chặt, dùng dây thật chặt trói hai tay ra đằng sau, đã vân vân. Bắt anh ta ngồi xuống. Nay người ăn trộm ấy có thể xin người đa đem chém mình. Thưa quý vị cho phép tôi được đi thăm ân nhân, thăm thân bằng quyến thuộc ở tại làng này hay xã này, hay những người ấy chặt đầu ngay, hay những người ấy chặt ngay đầu người ăn trộm cầu xin như vậy. Này tôn giả Kassapa, người ăn trộm ấy không được những người đem chém mình cho phép. Những người ấy sẽ chặt ngay đầu người ăn trộm cầu xin như vậy. Này tôn chủ, người ăn trộm thuộc loài người, không được phép người xử trảm cũng là loài người. Thưa quý vị, cho phép tôi được đi thăm thân bằng quyến thuộc ở làng này hay ở xã này. Thời làm sao những người thân bằng quyến thuộc của ngài đã làm các việc ác vân vân. Sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào khổ giới ác thú đọa xứ địa ngục, lại được phép những người coi giữ địa ngục cho phép. Thưa quý vị, coi giữ địa ngục hãy cho phép tôi về tâu với ngài Bayasi, có đời sau có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác của quả báo. Thấy chưa? Tức là cái sự trả lời của ngài Chunla Kassapa đó, là những chúng sanh ở địa ngục á, đã đi xuống địa ngục rồi, làm sao xin phép được quỷ sứ để mà cho đi lên để trình bày với mình biết là có địa ngục, quỷ sứ không có cho. Hoặc làm sao mà gửi được cái sứ giả tới, gửi không được. Cho nên có, nhưng do cái điều kiện nó như vậy đó, cho nên là không thể nào báo cho chúng ta biết là có địa ngục được. Thì đây là kinh tệ túc của trường bộ. Quý vị muốn biết rõ hơn thì quý vị có thể theo dõi ha. Thì ở đây sư chỉ trích dẫn theo kinh tạng nguyên thủy đó, và quý vị sẽ thấy và quý vị có cái sự nhận xét riêng của quý vị. Và vấn đề này thì xin phép kết thúc ở đây và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Còn cái chuyện là muốn vãng sanh cực lạc á, thì nó như vậy là tại vì Phật giáo Nguyên Thủy thì không có vãng sanh cực lạc, cho nên vấn đề này sư không có gì để trả lời với quý vị. Mà nếu muốn quý vị có thể vào trên YouTube của sư ha, sư đã có trả lời vấn đề này rồi. Đây. Đây. Quý vị xem ha, nó có hai cái video.
đó là Tây phương cực lạc và địa ngục có Phật địa ngục có thật hay không? À, sư cũng trả lời rồi luôn đó. Cái thứ hai là Thế Tôn có dạy về cực lạc quốc hay không, sư có trả lời rồi ha. À, quý vị vào đó xem. Rồi bây giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Ui cha, 9 giờ rồi. Rồi thôi chúng ta hôm nay vấn đáp tới đây thôi, chúng ta nghỉ. Và xin ghi ơn tất cả những quý vị đã theo dõi và ủng hộ giáo pháp cũng như là có sự hộ độ các sư trong thời gian qua. Phải nói đó là nhờ có quý vị đó mà các sư mới tiếp tục vẫn vững tin ở trên con đường chánh pháp. Quý vị biết là có những khi người ta đến rồi người ta phỉ báng, rồi người ta mạ lị, người ta mắng chửi nhiều đến mức mà sư hoài nghi mình có đang làm đúng hay không. Nếu như mình đang làm đúng thì tại sao lại có nhiều người họ tấn công mình tới như vậy? Và khi mà sư suy xét lại những lời mình nói, những hành động mình làm, và sư thấy hành động của mình là nó tương ứng với kinh và tương ứng với luật. Và cũng nhờ những người như quý vị là những người có sự thân cận, có sự ủng hộ đối với chánh pháp, cho nên quý vị làm cho sư biết là những cái việc giảng dạy của các sư không phải là chuyện vô ích, bởi vì vẫn còn rất nhiều người có duyên với chánh pháp và có lòng tìm học chánh pháp. Cho nên tất cả những phước lành sư mong sẽ chia đều và hướng đến tất cả quý vị, đặc biệt là những bậc ân nhân, những vị đã hộ độ các sư trong thời gian qua, mong cho tất cả quý vị sanh ra có được chánh tri kiến, có cặp mắt trong sáng, thấy được điều lành, gặp được người lành, và nhất là có tâm cầu đạo, có lòng thực hành theo chánh pháp. Mong cho tất cả chư thiên hãy hoan hỷ với phước lành của chúng tôi. Cầu mong cho các ngài luôn được an vui. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt-thaya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-khaya. Chúc quý vị ăn vui.